bước chân tuyệt vời, thật đẹp thay, ôi thật đẹp thay, là những bước chân của người đem tin mừng cho mọi nơi. Chúng ta đã có cái khả năng của ta để được như thế được.
Trong đời sống hôn nhân, tôn giáo, gia đình chúng ta
để làm thân cho Chúa, để phục vụ việc Chúa, để làm những bản án. Vì vậy, nó sẽ được hưởng nhờ sự phục vụ của một người là hưởng nhờ sự phục vụ của tất cả những gia đình của người đó. Vì vậy, tôi đứng nhất thì phải muốn nói đến việc thảo luận của tôi, đối với cha xứ, đối với cha còn là quý cha giáo bà, đối với các gì các thầy, đối với quý cha cho làm giáo tất cả những ai phục vụ cho Chúa. Tôi muốn cảm ơn tất cả các hôm nay và tôi muốn xin công bằng
giờ họ đi đi chứ mà. Nhưng mà trong lòng thì áo ước có thể đi bây giờ. Khi nào thì sắp xếp được bây giờ, tức là ai làm việc bây giờ, thời giờ sắp xếp được bây giờ. Chúa ta có trước là mình ăn được, và các con đường khác nó sẽ đi nhau. Thế thì các con hãy tìm được Chúa, các chuyện khác sẽ ăn được chúng con. Nếu không, chỉ một tương lão là hay biết này, chắc chắn gì. Một tương lão một chân luôn tẩn là bao nhiêu công việc của mình là sẵn sàng được cách hết. Đất thế sẽ che hãy để những ký ức mở sông từ đơn Chúa, tức là trong các giờ kinh và giờ đêm của sự. Vậy bây giờ ta xin Chúa họ đứng lên để chúng con hứa cho hàng năm ta xin Chúa con ba lần nữa. Chúng con đứng lên để thứ nhất con hứa sống như sứ giả tình yêu và thương xót của Chúa trong gia đình đối với ông bà cha mẹ chú bác cô dì ông bà và anh chị em của con không? Đời.
bước chân.